xin phép giao lưu anh em mình cặp sam hương nha. Đây là cặp sam hương mà Toàn đã sang vào bồng nhỏ như thế này nha. Đây là cặp sam hương Văn Nhân. Đó, kích thước thì như ngón tay út này thôi. Đó, còn chiều cao thì tầm khoảng 20 cm. Văn Nhân như thế này. Đó, coi rất là già, trắng thân như thế này nha cả nhà. Đã nuôi được 1-2 năm rồi. Cái đây cũng vậy. Đó, bộ đế rất là đẹp này. Anh em mình về tạo tác thêm. Đó, đây Toàn là một cành ra phía sâu như thế này. Một cành phía sâu này. Đó, đây là cành đổ như này. Về anh em mình tạo tác thêm nha. Chúng ta dừng thẳng cái thằng này này này. Chúng ta vào cái hình, vào cái chậu hình chữ nhật. Còn đây là Toàn gom chậu như thế này để dễ vận chuyển thôi. Anh em vào như thế này này. Chúng ta nghiêng như thế này này. Chúng ta sẽ có một cành coi Văn Nhân rất là đẹp. Bộ đế rất là đẹp nè. Anh em thấy bộ đế khỏe không? Bộ đế ok không? Đó, bộ đế rất là đẹp nha. Rồi, cái chỗ này chúng ta về lót lại xuống đây. Đó, ta được một cây như thế này. Văn Nhân nuôi một cái ngọn đây. Một cành này chúng ta lót rơi lại. Lót rơi lại để chúng ta sẽ có một cây Văn Nhân rất là đẹp nha cả nhà ha. Đầy đủ chi đủ cành cho anh em mình hết. Toàn đã cắt tỉa gọn rồi. Đó. Rồi một cặp này nha. À, anh em mình xem cái chi tiết mà lúc mà Toàn nhổ cây ra và trồng vào chậu này là ở video chi tiết là Toàn có up YouTube nha. Anh em mình có xem YouTube thì xem cái video chi tiết nha. Cặp này 390k Toàn bao ship của Toàn Quốc cho anh em mình luôn nha. Ok, anh em mình inbox qua Messenger, Zalo hoặc là gọi trực tiếp số điện thoại của Toàn trên YouTube nha cả nhà ha. Rồi trên xin phép chào tạm biệt cả nhà mình nha. Zalo cả nhà mình cặp sam hương nha. Sam hương dáng dáng trực hoặc là Văn Nhân thì anh em mình về chiều cao khoảng 20 cm. Đó, kích thước thì như ngón tay út đây. Cây già đã trắng thân hết rồi. Bộ đế thì anh em mình yên tâm, bộ đế rất đẹp, bao đẹp cho anh em mình luôn. Cây số 1 nha. Cây số 1 này Toàn xe tròn cho anh em mình xem cây này. Đó, cây số 1. Rồi, cây số 2. Rồi Toàn quay nhanh. Cây số 2 bộ đế cũng rất đẹp luôn. Bộ đế khủng luôn. Bộ đế đã được tạo tác anh em mình nha. Đó. Anh em mình nghiêng về là nó ra một cây Văn Nhân bao đẹp luôn nè, đó. Anh em thấy cây Văn Nhân nữa chưa? Rồi, một cành rơi xuống. Để đi kèm một cành rơi. Đây. Cành này lót lại ngay chỗ cái chóp hai đây, ngay chỗ đây Văn Nhân, bao Văn Nhân luôn, bẻ xuống đây một cái Văn Nhân, nuôi một cái ngọn đây. Cành đây ngay chỗ cái cành đây là cành dương còn giữ lại để sau này nuôi cành to cho người ta lót lại, lót lại một nửa của cành rau đây là ok. Kiến tàng nha cả nhà ha. Rồi có cành phong lót phía sau luôn, ok cho anh em mình luôn đó. Có phải là cành lót thôi chứ cũng nói cành phong, cành lót nha anh em nha. Đó, anh em mình xem sau này nó sẽ có một cây rất là đẹp. Chi cành Toàn đã cắt định hình sẵn cho anh em mình, về vào chậu chúng ta cắt giật cành chi để nuôi cành xương thôi. Tầm khoảng 3 tháng là chúng ta có một cây đẹp. Rồi xin phép xuống video nha. Cặp này 390k và ship siêu cốt Toàn Quốc cho anh em mình luôn nha. 390k nha cả nhà ha. Rồi hello, xin chào cả nhà mình nha. Hôm nay Toàn xin phép giao lưu cả nhà mình một cặp sam hương dáng Văn Nhân nha cả nhà ha. Đây, đầu tiên là cây số 1 nè. Quay cho anh em mình xem tổng thể, tổng thể cây nha cả nhà ha. Tổng thể cây này nó như thế này. Cây này là phôi dáng Văn Nhân. Về anh em mình nuôi tầm tháng nữa là chúng ta có một cây Văn Nhân chúng ta chơi rồi. Đó. Rất đẹp nè. Cây rất là già nha anh em. Nhìn này, rất là trắng thân. Trắng thân, lão thân hết rồi. Già rất là đẹp. Bộ đế thì bao đẹp cho anh em mình luôn. Anh em mình xem cái bộ đế này. Đó. Về cho anh em mình chỉ cần vào vào chậu, ép chậu là chúng ta tạo tác chúng ta chơi thôi. Bộ đế rất là đẹp nè. Cây số 1 này. Về chiều cao của nó, bộ đế nha anh em, rất là khỏe nha. Về chiều cao của nó thì tầm khoảng là, chiều cao của nó là 20 cm. Đó, 20 cm là Toàn đo như thế này nha. 20 cm là Toàn đo như thế này. Chiều cao 20 cm. Kích thước nó thì ngang ngón tay út. Đó, cây rất là già. Tuy nó ấy nhưng mà cây nó nhỏ, tuy là cái thân nó nhỏ như ngón tay út nhưng mà rất là già cây. Chiều cao 20 cm. Một cây rất là đẹp, bộ đế khủng luôn. Bao đẹp cho anh em mình luôn. Bán nguyên cặp nha cả nhà, bán nguyên cặp. Rồi cái thứ hai thì Toàn đi kiểm sơ, nó rớt cái cành đổ xuống như thế này. Cây này đã có cành đổ rơi xuống như thế này. À, xin lỗi anh em nha. Cây này là nó cành rơi nó như thế này. Đó. Toàn đi một cọng kiểm cơ bản như thế này. Rồi cành này chúng ta nuôi lót lại rơi lại xuống này như thế này cả nhà ha. Nuôi thêm rơi lại như thế này. Rồi nuôi một cái ngọn ở đây nữa là và cái cành này lót lại phía lót lại cành đổ ngắn lại. Cành đây. Nghe anh em ha. Nuôi một cái ngọn ở đây và cành rơi như thế này. Đó, chiều cao của cây này nó cũng tầm khoảng là 20 cm. Đó, 15 đến 20 cm này. Cả nhà ha. 15 đến 20 cm.
rất là phù hợp cho anh em mình chơi siêu mini. Bộ đế của nó anh em mình nhìn nè, bộ đế rất là khủng nha. Cái phần này là phần nổi mặt trên này, nên nó đã trắng rễ rồi nè, trắng xanh rễ nè. Cái phần nào nổi mặt trên là trắng xanh rễ này, đúng chất văn nhân cho anh em mình chơi luôn. Đó, một cặp như thế này còn đi kèm cơ bản hết rồi. Về anh em mình chỉ cắt giật và chơi thôi. Đây là lá nó đang là lá mới cắt giật mật đợt 1, anh em mình cắt thêm 2 đợt nữa là lá nó sẽ nhỏ như lá sam vậy cả nha. Đó, cặp này là sam hương Indo nha. Một cặp sam hương Indo dáng văn nhân. Đó. Cặp này thì xin phép giao lưu cả nhà mình là 390k. Đó, toàn bao ship xíu cốt toàn quốc cả nhà mình luôn. 390.000 nha cả nhà ha. 390.000. Bao ship xíu cốt toàn quốc cả nhà mình luôn. Anh em mình cứ inbox Zalo, số điện thoại toàn dưới phần mô tả nha. Là anh em mình ngại giá. Đó, có bớt giá hay gì đó anh em mình tùy. Có nhiều cách để anh em mình tham khảo thương lượng chứ không có cái gì phải ấy cả. Nhưng mà giá này toàn cam kết anh em là giá đã mềm rồi. Đó, cây số 1, cây số 2. Hai cây rất đẹp dáng văn nhân. Bộ đế bộ rễ của nó thì cực kỳ khỏe luôn mà bộ đế đã được xếp đế rất đẹp. Đó. Anh em nào chốt inbox nha. Có nghĩa là bây giờ toàn quay thì tầm khoảng toàn quay thường người ta chốt nhanh lắm. Nội trong ngày hôm nay anh em nào không chốt thì toàn sang bầu nha. Toàn cắt rễ sang bầu như thế này thôi. Còn anh em nào muốn sang bầu luôn thì toàn sang bầu cho anh em luôn. Sang bầu luôn thì anh em mình chiết khấu tiền giúp cho toàn nha. Chiết khấu tiền cho toàn thì toàn gửi cây đi thôi. Chiết khấu tiền cọc cây lại, toàn sang vào một cái bầu nhỏ như thế này, cắt đế dưỡng đế và toàn ủ trong vòng 5 ngày nó sẽ ra mầm, ra rễ cám. Bảo đảm cam kết cho anh em luôn. Chiết khấu cọc tiền cho toàn là được. Toàn gửi cây đi thôi. Một cặp này toàn sang bầu, toàn gom đế lại thì gom vào bầu nhỏ như thế này cho anh em mình luôn. Gom nó cũng dễ thôi. Cái này toàn ép nó lại một xíu là toàn bỏ nó vào đây là ok rồi. Đó. Toàn ép cái rễ toàn cột lại toàn gom xuống là đó, chúng ta có một cây văn nhân. Bao đẹp cho anh em mình luôn. Đó, toàn gom toàn đưa vô thôi chứ có gì đâu. Hả? Về anh em mình cũng vậy, cho ôm đá hoặc là chúng ta cho đó nó nằm như thế này là chúng ta ra dán một cây văn nhân. Toàn đưa cái bộ rễ nó xuống cho anh em mình xem. Cái phần nổi của nó là anh em mình thấy được kia. Đó, cây văn nhân rất là đẹp nè. Anh em nào chốt cây văn nhân này thì inbox toàn nha. Thôi, toàn ôm rễ lại, toàn nhét vào chậu đây là nó ra một cây siêu mini rồi. Thằng này cũng vậy, thằng này bộ đế nó vậy, toàn gom, toàn cột nó lại, toàn đưa vào một cái chậu thì nó sẽ có một cây rất là đẹp. Đó. Cái bộ đế nó chạy nó đứng lên, anh em thấy rất là đẹp thơm. Cái bộ đế nó khủng chưa? Anh em mình về làm đế nha. Ngoài ra anh em mình muốn giao lưu những dòng khác thì inbox toàn nha. Đây, sâm hương toàn còn rất là nhiều. Sâm trái. Sâm hương giống. Sâm hương sắp đế. Đó, như cái này hả? Sâm hương giống mà sắp đế thì hôm qua toàn mới sắp đế đây. Có được mới đây. Anh em nào chốt thì inbox toàn nha. Hàng này mới sắp đế này, toàn mới sắp đế này, cái lá nó còn hơi yếu yếu này. Mới sắp đế làm cho bầu nhỏ luôn. Nay toàn làm bầu nhỏ luôn để sau này vận chuyển cho anh em mình nó dễ. Đây đây đây. Nó lộ đế ra như thế này. Đó toàn sắp đế như thế này nha cả nhà. Đó bộ đế xếp rất là đẹp này, ha. Anh em mình thấy không? Nó nổi ra cái bộ đế rất là đẹp. Cây đang hồi lại lá rất là đẹp này. Đó toàn đắp cái bộ rễ lên để cho nó khỏe chứ. Chứ chúng ta cho nổi quá thì cũng không tốt nha. Bộ đế này nó trải anh em mình thấy rất đẹp nha. Cây giống này rất là tương lai nha anh em. Còn những cái hàng đây là chưa sắp đế này. Đây hàng đây toàn mới dâm ra. Mới dâm nó đi rễ thôi. Rễ cũng mạnh rồi. Thì tầm khoảng 2-3 ngày nữa là toàn sắp đế cái mới đây luôn. Đây đế nó nổi lên như thế này. Anh em mình thấy đế chưa? Đế toàn sắp trải hết nha. Trải bên đây đều hết nha cả nhà. Đều đế hết nha. Đế rất là đẹp. Đó là dạng cây giống toàn sắp đế. Đó những cây này cũng sắp đế là dạng siêu mini toàn sắp đế này. Siêu mini sắp đế này nha anh em ha. Đó đây siêu mini sắp đế này. Cây này toàn sắp đế hết rồi nè. Mấy cây này đưa kẽm vào thì bẻ một đường hai đường kẽm thì sau này nó lớn lên chúng ta sẽ được những cái cây như thế này. Đây là cây mà toàn đại sắp đế và lớn như thế này. Cây này nuôi được 1,5 năm nha cả nhà. Nuôi 1,5 năm nè, bộ đế nè, anh em thấy bộ đế nó chưa? Già chưa? Đó, giống như cây kia, mấy cây kia cũng vậy. Đó, đây đi tay nè. Còn đi tay nè, lên nè, cành 1 nè.
Rồi lên đây, đây ngọn. Đó, Toàn sẽ nuôi một cái cành ngay chỗ đây, cành 2. Cành 2 rớt xuống này như này cả nha. Đó, rồi bấm giật. Rồi lót một cành phong. Rồi sau đó chúng ta chọn mặt tiền. Thì anh em mình chọn mặt tiền như nào, chúng ta lót cành phong nữa thì cây này ta sẽ có một cây trực rất đẹp này. Đó, đi lên tới đây. Ra cành 1 tới đây. Anh em mình nuôi cái ngọn gần ngay chỗ đây thôi. Nuôi cái ngọn ngay đây thôi. Đó, là nó vô lại sẽ chính tâm cái bộ rễ này. Chính tâm cái bộ rễ này. Thì như thế này chính tâm cái bộ rễ, một cái ngọn có một cái mắt này này. Anh em mình thấy không? Lúc tòng bẻ nó có cái bẻ cái ra cái dương co dương ở chỗ đây này. Nó ra cành tâm đây là mấy ngọn. Chỗ đây chúng ta làm ngay chỗ cái cành dương ở đây chúng ta có mấy mắt ngủ này. Chúng ta lấy mắt nào cũng được, chúng ta bẻ cho nó ra lại đây. Đó, cành 1, cành 2 ngọn. Rồi, thì anh em mình chọn mặt tiền anh em làm cành phong. Ví dụ anh em mình chọn cái mặt tiền này đi. Thì đây là cành phong này, còn cố tình giữ lại này, anh em thấy cành phong phía sau không? Nó lót lại phía sau cho kiến cái tàn mặt sâu. Hoặc là không thì chúng ta lót lại cái cành phong nằm ở đâu chỗ đây, chúng ta lót phía sau đây nó kiến lại chỗ đây và kiến cái tàn mặt sâu. Thì chúng ta sẽ có một cây dáng trực, cái này cây trực lắc rất đẹp nè. Đó, anh em thấy không? Có nghĩa là làm ở mức cơ bản, không có làm siêu sao gì đâu nha anh em. Anh em nào giao lưu cây này dáng trực thì anh em inbox cây trực này cho Toàn nha, cây trực này. Đó, cũng là một combo, hai combo như vậy, cây như thế này 399.000, 390.000. Đó, 390.000 đồng bao xíu có toàn quốc cho anh em mình luôn. Một cây này với thêm một cặp khác, ví dụ như cây này, cây trực này. Cây trực này này, đó, cây này thì Toàn chưa cho anh em mình thấy cái bộ đế, nhưng bộ đế cũng rất là khủng nha. Đó, đi co lắc trực lên như thế này. Đó, rơi về một cành. Đủ chi đủ tàn cho anh em mình luôn, rơi về cành 2. Một tay, hai tay, ngọn. Đây cành phong lót. Anh em thấy đẹp chưa? Ở sau chúng ta cắt giật, chúng ta lát lá hết, chúng ta làm lá nhỏ 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 thì cây nó sẽ rất là đẹp này. Đó, cặp này là hai cặp trực này, cặp này với cặp này nè. Nếu mà rã ra, rã đế ra và vào bầu nhỏ kia thì anh em mình giao lưu 390k bao ship có toàn quốc cho anh em mình cặp đây nha. Anh em nào thích thì inbox Toàn nha. Đó. Cái đây cũng là một cây trực. Đó, cái này Toàn đi tay hết, đi tay cơ bản như thế này. Cành 1, cành 2, lót cành phong sâu. Đó, đây lót lại cành đây. Đây ngọn. Đó, đầy đủ chi. Bộ đế của này thì bao khủng luôn, nó trải từ đây qua tới đây. Đó, anh em nên giao lưu thì cũng cứ một cặp trực như vậy 390k tầm bao xíu có toàn quốc cho anh em mình luôn nha. Cái này với cái này đi. Đó. Cặp này, cặp số 2 này. Cặp này nè, một cây này, bộ đế này. Cho anh em xem cái bộ đế nó trải này. Từ đây qua đây này. Trải đều hết nha anh em. Đó. Cái này cũng vậy. Cái này còn chưa nâng đế lên cho anh em xem. Cái này thì nó có cái co, nó co từ dưới lên. Anh em còn quay cho anh em mình xem nhá. Nó có cái co từ dưới này. Nó co đây, co cong lên như vậy này. Đó, nó cong vào đây. Nó lắc lên đây, Toàn làm một ngọn đây, cành 1. Toàn lót cành phong siêu, ngọn đây. Toàn để Toàn bẻ một cành phía sâu nữa sẽ đẹp. Đó, cặp trực này anh em mình đó, cặp trực Toàn đi tay toàn bộ đều là đi tay cơ bản để anh em mình về tập chơi thôi. Đó. Còn anh em mình muốn mua những dạng cặp như cặp giáng long. Cặp giáng long thì Toàn có cặp đây. Cũng 390.000 Toàn bao xíu có Toàn bắt cho anh em mình luôn. Đây. Cặp này Toàn bị giáng long nha anh em ha. Đó. Toàn cho ôm đá này, đá này Toàn mua của Ninh Bình. Loại này Toàn mua 10.000 một ký này. Đá rất là đẹp nha anh em. Đó, Toàn cho nó ôm cục đá này Toàn bẻ lên này. Bẻ từ nhỏ nha cả nhà. Cành 1. Nha. Cành 2. Rồi đủ cành. Cành 3, cành 4. Đó, cái này lót lại nè. Cái này lót qua nè. Không, cây giáng long. Đó, quay cái mặt đây anh em mình thấy cây giáng long nó như thế này. Đấy nha anh em ha. Còn tiếp tục cây đây cũng là một cây giáng long. Cặp giáng long này anh em Toàn xin phép cho lưu cả nhà mình cũng là giá như vậy luôn. 390k bao xíu có toàn quốc anh em mình luôn. Đó, nó bò giáng long lên như vậy. Anh em thấy không? Đế thì anh em bao khủng đế cho anh em mình, phía dưới anh em yên tâm. Nhổ nó lên thì đế rễ dưới rất là mạnh. Cặp giáng long nè, cành chia cành tây đầy đủ anh em mình luôn nè. Một cành, hai cành, ba cành. Cái chỗ co nào Toàn cũng để lại một cành hết. Nuôi cho anh em mình luôn. Đó. Đây cũng là những dạng giáng long. Đây, giáng long. Nhưng mà cái này thì Toàn chưa đi tay cành. Đây cũng là giáng long. Đó, giáng long bay. Ha. Giữ lại cành này Toàn lót dưới nghỉ góc này là một cái co y vậy. Khi cây mẹ thì nó sẽ rất là đẹp. Đó, anh em nào chốt thì inbox Toàn nha.
cặp bay này, cặp bay này thì toàn chốt rồi, cặp bay này toàn chốt rồi, chốt cho anh kia mà chưa biết là anh chưa thấy anh đưa địa chỉ. Rồi toàn xin phép xuống video nha cả nhà. Cả nhà mình inbox thích cặp nào thì cứ inbox toàn cặp đó để toàn giao lưu nhé. Rồi toàn sẽ sang bầu cho hai cái cây kia vào bầu nhỏ đi, chỉ để mình nhổ rễ lên, mà mình không sang bầu thì để nó hư lá hết nha cả nhà ha, nó bỏ chi. Sâm hương thì anh em yên tâm, còn bao sống cho anh em mình luôn. Anh em mình liên hệ số điện thoại toàn và cái Zalo của toàn ở dưới phần mô tả nha cả nhà ha. Chào tạm biệt cả nhà mình nha.